Bộ phụ kiện chiến game siêu mượt cho anh em. Đầu tiên là kích âm, dùng để kích âm thanh tiếng chân của địch to hơn, giúp ta có thể nghe thấy tiếng chân của kẻ địch xa hơn và rõ hơn. Tiếp theo là tai nghe gaming HyperX cả đời Airbus 2 và tai nghe Piva S5, hai tai nghe chuyên để chiến game và nghe nhạc siêu ổn. Soi lạnh dành cho iPad thì gồm có GT29 lạnh và bền kết hợp với cả đèn led RGB. Đẳng cấp hơn thì có HB5 Pro, cực lạnh, cực khỏe và đẹp. Đây là sò xịn nhất dành cho iPad. Soi lạnh cho điện thoại thì chúng ta có BR7, kẹp được cho mọi điện thoại, tản nhiệt trên thân máy lẫn CPU, giúp cho máy đỡ nóng, giật và lag. Không thích kẹp thì chúng ta có thể dùng BX7. Đây là dạng hút dành cho điện thoại, tương thích với những điện thoại có chức năng hút tủ tính. Chất lượng làm mát thì giống hệt so với cả BR7. Không thể thiếu là sạc chính hãng 3C và cáp sạc có màn hình hiển thị công suất đi vào thiết bị. Jack chuyển đổi vừa nghe vừa sạc đầu tiên là jack Lightning, có thể vừa nghe vừa sạc trên các thiết bị sử dụng chân sạc Lightning. Tiếp theo là cổng chuyển đổi USB, có thể vừa nghe vừa sạc trên các thiết bị đặt chân Type-C. Trong hộp có dây cáp phụ, có thể tăng độ dài khi sử dụng dây cáp sạc. Tiếp theo là cổng chuyển đổi DS7, cổng chuyển đổi 7 trong 1, dây cáp bền không rối, hai cổng chân Type-C, hai cổng USB, cổng tai nghe 3.5 và đặc biệt nhất đó chính là cổng mạng LAN, có thể cắm được trực tiếp dây mạng vào trong cái cổng này, giúp cho chúng ta chơi game không lo bị giật và lag về mạng. Ôm lưng iPad 11 inch, chuyển đầu sạc xuống bên dưới, giúp cho đỡ vướng khi cầm iPad ở hai bên, ở giữa có thể thoải mái đặt sò lạnh. Cáp sạc chữ L cho iPad, điều hướng dây sạc xuống bên dưới để khi cầm iPad ở hai bên tay không bị vướng. Ngoài ra thì còn có bao tay Piva, loại xịn và có 5 đôi trong một hộp. Anh em đặt hàng thì liên hệ qua số Zalo cho mình nha. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi đây. Hôm nay mình sẽ review cái bản beta, bản cập nhật tiếp theo 3.4 sẽ được ra mắt chính thức sau khoảng tầm 1 tháng nữa nha anh em. Mọi người xem và cũng có thể thấy thì sự kiện sắp tới là sẽ lấy nội dung Halloween, chủ đề Halloween, ma cà rồng, rồi người sói các kiểu đấy anh em ạ. Ở phía đảo hồi sinh trước khi vào trận thì sẽ là giao diện màu tối, bóng đêm như thế này anh em ạ. Đó, anh em thấy không? Đây là bản test đợt cập nhật đầu tiên nên thành ra là nó chắc chắn là sẽ có rất là nhiều lỗi và sẽ được chỉnh sửa trong khoảng từ bây giờ cho tới 1 tháng tiếp theo anh em nhé. Đây, vẫn còn đang bị lỗi này. Đấy, trước khi vào trận thì sẽ như này. Ở trên máy bay thì nó sẽ có hiệu ứng như thế này anh em ạ. Rơi bay ra từ phía nham thạch bầu trời đỏ đỏ vừa xong ấy, bầu trời máu thì phải. Đó, và khu vực sự kiện của chúng ta sẽ chỉ có một khu sự kiện lớn. Khu sự kiện nó sẽ màu đỏ anh em nhé, toàn đô này màu đỏ này. Và còn lại là sẽ khu vực một xanh, nước biển là khu sự kiện bé. Cái này thì nó giống hệt cái đợt sự kiện mùa đông năm ngoái anh em ạ, là chỉ có một khu sự kiện ở trên đỉnh đồi Stanber thôi. Đấy, nó cũng không khác gì đâu. Nên người tập trung vào đấy rất là sẽ rất là nhiều. Đây, toàn đồ đài của chúng ta đây. Đây là trận thứ hai mình chơi và khám phá thì cái toàn đồ đài nó rất chi là rộng, cực kỳ rộng anh em nhé. Kiếp toàn đồ đài nhìn trông tráng lệ nhá. Đấy, mang cái phong cách gọi là hoàng gia anh em ạ. Mình bay chiều chéo sang để cho anh em có thể nhìn cho rõ này. Đấy, thấy không? Ui, trên kia còn có cái gì nữa kìa. Trên đỉnh đỉnh mái có một quả cầu thâm thâm. Và có sự xuất hiện của ngựa anh em nhá. Ngựa thì nó cho lái bằng cái setting này, thành ra là mình không quen cho lắm anh em ạ. Để review sau đi, giờ mình sẽ xuống review cái toàn đồ đài trước đi. Đây này. Đấy, anh em thấy không? Tại vì mình đang để chế độ HDR nữa nên thành ra là cũng rất chi đẹp, đồ họa các thứ. Sau này bật Ultra HD nữa thì úi trời ơi, có mà hết nước chấm luôn ạ. Đợt này thì thiết kế cái tòa lâu đài này mình thấy nó trông nó tỉ mỉ rồi đấy anh em ạ. Trông khá là đẹp này. Cái này là cái gì nhỉ? Huy hiệu à? Huy hiệu ma cà rồng này. Con rơi anh em ạ, ma cà rồng, huy hiệu con rơi. Ở đây không có gì. Ở hai bên là hai cầu thang. Và trong này thì đây là cái hòm chính của chúng ta đây anh em ạ. Nó nằm trong cái phòng phòng chính nhỉ. Đây. Có khi là clear xong chỗ này thì mọi người có thể nhận được cái hòm này anh em nhé. Hòm này kiểu gì cũng ra thẻ hồi sinh cũng như là cái đồ súng ở trong thính chẳng hạn. Nó có một cái vật phẩm màu đỏ đỏ giống như là cái bơm kim tiêm này. Thì đây là cái tính năng hóa thành quỷ ma cà rồng anh em nhé. Đó, anh em ấn vào này. Sau đó thì ấn cái nút phía bên phải này. Đó, chúng ta sẽ có thể biến thành ma cà rồng. Hiện tại vẫn đang bị lỗi nên chưa có trang phục. Nhưng mà để sau đi, để mình test sau đi.
Giờ mình sẽ xuống mở cái hòm đỏ đỏ kia đã anh em ạ. Cái hòm này thì sau một khoảng thời gian thì nó sẽ tự nhô lên để cho mình mở, chứ không cần phải triệu hồi như là cái sự kiện dưới nước của chúng ta nữa. Đây, mọi người cứ mở bình thường là xong. Rồi, anh em thấy không? Đấy, hai khẩu súng ở trong thính này. Quá đã luôn. Giống như kiểu mấy sự kiện là gần đây thì giống auto là có P90 anh em ạ. Hòm nào cũng có P90 luôn đấy. Ui, mình đoán trong này chắc phải rộng lắm đây này. Bao nhiêu phòng ốc các thứ này. Này chắc phải mất một thời gian để làm quen rồi. Ui, nó sâu tận phía bên kia nữa cơ mà anh em ạ. Trời ơi, đây là cái gì đây? Hình như thang máy. Ấn vào kiểu gì nhỉ? Ôi thôi chết rồi, rơi rồi. Rồi xong. Đây này. Ấn vào nút này thì sẽ cho mình khởi động đi lên này. À, tầng 1, tầng 2, tầng 3 các thứ này. Ui, nó có 3 tầng cơ anh em ạ. Có hai nút này, đi lên và đi xuống này. Mình thử chọn đi lên xem nào. Đây là hóa thành người sói anh em nhé. Có hai tính năng là hóa thành người sói và hóa thành quỷ ma cà rồng. À, nó cũng giống như thế. Khi mà bơm kim tiêm xong thì chúng ta sẽ có một cái nút hóa thành người sói. Ấn vào đó thì chúng ta sẽ hóa thành người sói luôn. Delay một lúc thì chúng ta sẽ có thể chạy được. Rất là nhanh này. Cực kỳ nhanh em ạ. Như này mà để dùng chạy bò thì hết được chấm. Từ từ đã. Mình đi khám phá tiếp nha anh em. Rộng lắm anh em ạ. Nhìn cái toàn lâu đài này thì mình lại nhớ đến cái map Vikendi. Lâu lắm rồi không chơi map Vikendi rồi anh em ạ. Căn bản là ít người xem với cả ít người chơi nữa. Thành ra là mình không muốn làm. Đây là cái hồ. Không biết là sao lại có nước hay không. À, mình sẽ hóa thành người sói nhá. Để đi gọi là đây là cái gì nhỉ? Gầm gú à? Gầm rú à? Đây là có cái gì nhỉ? Sao tự nhiên có cái vòng bảo vệ với cả cái chấm cái dấu chấm đỏ đỏ này. Điểm gì ta? Hóa thành người sói đi gọi là review, đi trải nghiệm các thứ cho nó, đi khám phá gọi là cho nó nhanh anh em ạ. Chứ còn chạy bộ bình thường kia nó hơi chậm. Quá chậm luôn ý. Vì là trên đỉnh đồi Stanber nên thành ra là mọi người phải cố gắng, phải sau này phải clear thật nhanh này. Sau đó chạy vào bo. Nó giống hệt như là cái đợt sự kiện mùa đông luôn. Có mỗi đỉnh đồi Stanber là khu sự kiện này. Nhưng mà hình như là ở trong cái hòm lúc nãy là mình không có nhặt được thẻ anh em ạ. Đấy, không nhận được thẻ nên thành ra là không biết là đợt tới sẽ có bao nhiêu lần hồi sinh nữa. Cái số 4 ở trong cái phần tên của mình ấy, có 4 lần hồi sinh đấy là đang bị lỗi anh em nhé. Sau khi sử dụng, sau khi mỗi lần sử dụng cái tính năng hóa người sói cũng như là hóa thành ma cà rồng thì tự động nó cộng thêm một lần hồi sinh vào cho mình. Cái đấy chắc chắn là bị lỗi nên thành ra là chắc chắn là sau này sẽ bị fix thôi. Không những là fix cái bản chính chủ mà bản beta này chắc tầm 1-2 hôm nữa nó sẽ fix luôn anh em ạ. Chứ không để tình trạng như thế đâu. Ui nó rộng lắm, trời ơi. Trong này đáng lẽ phải có cái gì nhỉ? Cực kỳ rộng luôn anh em ạ. Nếu mà mình dùng con sói mà nó còn rộng thế này, nếu mà cho mình chạy bộ mà cả cái khu này thì chắc nó vỡ mồm. Có mấy cái quan tài dựng đứng thế này thì mọi người có thể trốn vào trong đấy nhá. Mình đi hết chưa nhở? Hình như có vẻ là hết rồi thì phải. Nhưng mà nói chung là rất rộng. Nó rộng nhỉ? Đã thế đã còn 3 tầng nữa thì anh em phải hiểu là sau này chúng ta sẽ đi tìm địch ở trong này rất là tốn thời gian. Và chúng ta sẽ phải dùng con sói. Hiện tại thì nó vẫn đang bị lỗi bản cập nhật đầu tiên nên thành ra là chưa có hiệu ứng âm thanh của cái con sói chạy cũng như là con quỷ anh em nhé. Con quỷ ma cà rồng ấy. Ui ôi, nhiều phòng ốc lắm anh em ạ. Đây còn lên tầng nữa đây này.
Đấy anh em thấy không? Ô, ở giữa này có cái bàn. Ở giữa có cái bàn đỏ đỏ anh em ạ. Từ từ, để mình thử hóa thành người đi gần vào xem có cái gì hay không. Trời ơi, không có hiệu ứng gì luôn. Bây giờ mình sẽ biến thành quỷ ma cà rồng anh em nhé. Đó. À, chúng ta có hai hiệu ứng. Hai hiệu ứng kia mình chỉ dùng được một cái thôi à? Mình không ấn được vào cái nút bàn chân chạy nhanh em ạ. Mình chỉ ấn được vào cái nút bên trái thôi. Ấn vào nút bên trái thì nó sẽ cho mình tốc biến này này. Đó. Nút bên phải kia chắc chắn nó chạy nhanh rồi. Nhưng mà đang bị lỗi. À, chết ở trong khu sự kiện thì chúng ta sẽ có hồi sinh nha anh em. Đó. Để xem đường bay đâu. À, gần khu sự kiện bé đây. Mình sẽ nhảy khu sự kiện bé luôn anh em nhé. Mình chưa có vào khu sự kiện bé bao giờ anh em ạ. Nhưng mà nhìn tổng thể cũng khá là rộng anh em ạ. Ui, rộng phết đây này. Ở bên trái là những căn nhà bé này. Ở trong kia thì có một căn nhà rất là to. Ở trong vườn. Ngoài ra còn có cả một cái cây nữa. Nhà bé thì chắc là mình để sau đi. Chắc quanh quẩn lại thì cũng chỉ có mấy cái đồ linh tinh bình thường thôi. Ôi sao tự nhiên mình chạy nó cứ giật giật ý nhở. Hay do mạng kém với nhau nhở. Hay bị vướng cái gì đấy chẳng hạn. Con sói vừa rồi nhìn trông rất là đẹp nhưng mình không biết để làm gì. Điều vào trong cái căn nhà này xem nào. Nói chung nó thiết kế gọi là đều giống cái phim người sói với cả quỷ ma cà rồng ấy. Thiết kế nhà cửa các thứ đều mang cái phong cách đấy. Ở xung quanh lại còn có tuyết đó. Tài nhờ. Này, con sói để làm gì ta? Để mình thử hóa thành ma cà rồng mình bay thử xem nào, xem ở đây khu này có cái gì không? Cái cây ở trong này làm gì nhỉ? Ứng xoay này, hiệu ứng xoay của con ma cà rồng này. Xoay được một lúc thì chúng ta sẽ biến lại thành hình người. Ui, cái cây nhìn trông đẹp ấy nhờ. Đây, sau này mà ai mà núp ở trên này có khi là cam được địch đấy anh em ạ. Vào trong này thì không có hiệu ứng hay là cái gì cả anh em ạ. Bức tượng sói này. À, ở phía phần tọa độ của mình có mấy cái đường chấm chấm là cái gì ta? Mình cũng không hiểu lắm. Ở đây lại có thêm con sói này. Con sói để làm gì? Từ từ, để mình đuổi xem nó chạy về đâu. À, nó chạy vào trong cái bức tượng anh em ạ. Xong nó sẽ ra đồ cho mình. Hình như là đúng rồi, đúng rồi. Mọi người cứ đẩy mấy con sói vào trong bức tượng này. Chúng ta sẽ đưa. Có khi làm đầy được cái thanh kia kìa. Đấy, đúng rồi. Làm đầy được cái thanh đấy thì chúng ta sẽ ra cái cây nhận quà. Còn một con nữa. Còn một con nữa rồi mình sẽ ra cây anh em ạ. Cứ đi gần vào thì nó sẽ chạy vào trong cái bức tượng này này. Đấy. Giờ ra chỗ cái cây thôi. Đây này, cây này. Đấy, anh em thấy không? Cái bức tượng ở chỗ cây này. Anh em khi làm đủ mấy cái bức tượng con chó sói chúng ta sẽ có thể ra đây kích hoạt này. Đấy và nhặt đồ thôi. Ôi, này chắc cái đồ các kiểu cũng ngon phết này. À cũng không ngon lắm. M24 thì không ngon lắm. Có cái gì ở trên này mà mình không nhặt được nhỉ? Ở trên phía khu vực máu có khi là tự cứu. Bo hơi xa, bây giờ mình sẽ biến thành sói nhá, thành người sói để chạy vào cho nhanh. Mỗi lần biến thế này cũng khá là tốt thời gian đấy, ít phải tầm 10 giây. 10 giây thì có thể biến xong được toàn bộ anh em ạ. Từ lúc biến cho tới lúc chạy phải tầm 10, 12, 13, 14 giây tầm đấy. Khá là mất thời gian. Không biết là sau này nó sẽ có fix hay không. Chạy nhanh hơn rồi. Trước thì có chân chết đuổi, giờ thì chó đuổi. Con
Con này cũng có cái gọi là tính năng gọi là cào xé đối thủ anh em ạ. Tính năng tấn công đối thủ. Gầm rú này thì chắc là hình như là để phát hiện kẻ địch. Đúng rồi, chúng ta sẽ có tự cứu anh em nhé. Cái vật phẩm lúc nãy mà nó không hiện hình ấy, nó chính là cái vật phẩm tự cứu anh em nhé. Có khi là nó sẽ sửa lại cái icon nên thành ra là nó mình không có nhìn thấy. Đây là con ngựa này, lúc nãy con ngựa thường này, bây giờ chúng ta sẽ có một con ngựa ma anh em ạ. Con ngựa ma này thì bên ngoài nó sẽ có những cái mạch máu và nổi sáng lên, giống kiểu ngựa ma cà rồng ấy. Chúng ta sẽ dùng setting 2 của cái di chuyển phương tiện. Setting 2 của cái phương tiện để di chuyển cái con ngựa này. Không đâm vào địch được anh em ạ. Con ngựa nó tự né đấy. Con ngựa tự né đấy. Mọi người cũng có thể thấy đấy. Mình cố gắng mình đâm mấy lần rồi nhưng mà con ngựa tự né ra đấy. Nên không thể dùng ngựa đâm người được anh em ạ. Ôi chạy rất là nhanh này. Dũng mãnh, tốc độ có khi phải ngang tầm một con xe máy đấy. Chúng ta nếu mà đứng im một lúc ý, thì ngựa nó sẽ tự hồi xăng nha anh em, hồi máu ấy, hồi máu, hồi lực để chúng ta có thể chạy được tiếp. Bên trái thì là biến thành ma, bên phải thì là vẫn thế hay sao ấy. Nhìn trông là lá bên bản chung. Mình sẽ thử thử độ bền của con ngựa này xem nào. Đâm đâm xiên xiên chọt chọt. Hiện tại chưa có súng nên chưa test được. Mất nửa cây anh em ạ. Mình sẽ đâm cho mấy phát nữa đây. Rồi đi rồi anh em ơi. Đi rồi. Có biến mất hay không? Rồi biến mất luôn ạ. Ui có một con người sói trước mặt mình này. Mình mới tải về nên thành ra là chưa có cài đặt độ nhạy. Ngáo quá anh gọi. Bắt nó ngáo quá. Dùng con người sói. Ui ôi. Dùng con người sói đâm đầu vào nó cũng thằng đấy nó cũng tự chết luôn á. Không cần phải cấu xé anh em ạ. Không cần phải. Lúc nãy là mình chưa có tấn công. Mà nó đâm vào nó cũng chết rồi. À cái tiếng hú này chúng ta có thể phát hiện kẻ địch ở gần anh em ạ. Phát hiện những kẻ địch ở gần để chúng ta có thể đuổi theo. Ê, con người sói thì chúng ta có thể leo tường nữa anh em nhé. Leo lên mái nhà. Chủ yếu leo lên những cái mặt phẳng ấy. Chứ còn những cái bề mặt nào mà có nhiều cái gấp khúc hay là những cái viền ấy thì có khi sẽ bị tụt xuống đấy. Đó anh em thấy không? Rất chỉ là lợi. Dự là mùa tới chắc chắn sẽ có rất nhiều camper cho mà xem. Đây này, leo lên trên đỉnh lâu đài này, đỉnh cái nhà thờ này. Và chúng ta cũng có thể leo cây được anh em nhé. Leo cây gọi là chỉ là kế tạm thời thôi, chứ còn nó sẽ bị tụt xuống như này anh em nhé. Và chúng ta sẽ không thể bám được lâu ở trên cây. Anh nhắn gương xem nó ghi cái gì. Anh chả biết được cái ngọn đuốc ấy không biết để làm gì. Nó có anh ấy tiếng Anh, không biết là ghi gì. Đây này, mình sẽ test cho mọi người xem nhé. Mỗi lần mà dùng xong cái tính năng hóa thành ma cà rồng hoặc là hóa thành người sói thì chúng ta sẽ có thêm một lần hồi sinh anh em nhé. Ấn vào này. Đấy. Đấy, anh em thấy không? Từ 2 chuyển thành 3 này. Anh... thêm lần nữa này. Không bị tối đâu. Từ 3 chuyển thành 4 này. Nó đang bị lỗi mà, nên thành ra anh em đừng có hoang mang. Thấy cái này nó chuyển tối, mắt chuyển tối liên tục rồi. Có đây. Tăng lên. Thì giờ bọn kia nó khá giá ấy. Rồi anh có chơi TK. Cái này thì nó đang bị lỗi, nên chắc chắn sẽ được fix. Tao không phải nói chửi, bọn lấy giờ nó tự nói đấy. Đây, anh test rồi, cho mọi người xem. Đấy, sau khi một lần đối sinh thì chúng ta số lần đối sinh thì chúng ta sẽ chỉ có 9 lần.
Lần này không được tự động hồi sinh à? Phải để đồng đội rồi. Này thì mình nghĩ đợt sự kiện sắp tới chỉ có tầm 2 hoặc là 3 lần hồi sinh thôi, chứ không có thể 4 lần được. Nếu mà có 4 lần ý, thì cái lúc mà mình mở hòm ở trong khu sự kiện ý, thì nó phải có thêm một thẻ hồi sinh ý. Nhưng mà lúc nãy mình mở là không có thẻ nào anh em ạ. I'm recalling a teammate. Giống hệt so với cả cái bản đợt cần sự kiện mùa đông. Chỉ bọn trong chú không thôi. Có gì công ấy. Giờ không có bom thì tự sát thì thành ra là chắc là không kịp rồi. Ta còn xanh xanh này. Mới gọi được không? Mất rồi, hết rồi. Con SMG mới của chúng ta là tên là Duo MP7 anh em ạ. Con này thì chắc là cũng thuộc dòng SMG thôi. Này, hai khẩu súng máy bé này. Trời ơi. Nhìn trông nó buồn cười anh em nhỉ. Không biết là sau này nó sẽ gọi là nó thành súng lục hay là một cái súng tiểu liên bình thường. Ôi, nhìn trông bá đạo phết thì nhỉ. Ra đạn rất là nhanh. Anh em thấy thế nào? Anh em thấy nó có lạ không? Mình thấy nó kiểu gì ý. Nhìn hai tay hai súng này nhìn trông nó kiểu gì ý anh em ạ. Này mình test đam cho anh em xem luôn này. Đó. Không biết so với cả Uzi thì nó như là tốc độ ra đạn thì chắc chắn nó sẽ nhanh rồi. Rất rất nhanh. Có khi phải hơn Uzi hoặc là ngang tầm Uzi đấy anh em ạ. Hai khẩu này kết hợp với nhau. Hiệu ứng thay đạn thì sẽ có hình dáng kiểu như này. Nhìn chung như là game phờ phờ ấy. Thay đạn. À để mình thử test với cả cái xe này anh em nhé. Để xem bắn nó có nhanh không. Một băng này, một băng bốc khói đây. Hai băng. Hai băng vẫn chưa lổ anh em ạ. Băng đạn 40 viên, hai băng vẫn chưa lổ. Rồi, phải tới băng thứ 3 mới lổ anh em ạ. Cái khẩu này thì mình thấy không có lắp được thêm phụ kiện nào nữa, nó chỉ có như này thôi anh em ạ. Thành ra nó hơi khoai. Đó, anh em thấy không? Rồi anh em xem clip này hay đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nha. Anh em nạp UC cũng như là mua phụ kiện để chiến game siêu mượt thì có thể liên hệ qua số Zalo cho mình nha. Bye bye tất cả anh em. Hello anh em, hiện tại mình đã có gắn thông tin donate ở phần mô tả video. Anh em donate thì đính kèm nội dung để mình có thể tri ân trong các clip hàng ngày nha.